Rồi, Khánh Nguyễn xin kính chào bà cô bác luôn. Vậy là nói đầu tiên là cho Khánh và gia đình gửi lời chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể ông bà cô bác luôn. Đây tí chuột đây ông bà cô bác ơi. Con chào ông bà cô bác. Rồi, hôm bây giờ Khánh cũng xin phép là ghi hình là một số hình ảnh ở quê nhà đây ông bà cô bác ơi. Giờ mấy nay thì Khánh cũng ghi hình bà con tới thuốc thang rồi đó. Giờ bây giờ Khánh cũng xin phép ghi hình là một số hình ảnh của nhà đằng sau của Khánh đây. Đằng sau của Khánh là cái vườn bông bông mai, vườn hoa mai là của anh Duy anh trồng, còn đằng mấy cây nhỏ nhỏ đó bông vạn thọ đó là cũng trồng để chuẩn bị cho dịp Tết này đó. Thì Khánh sẽ ghi hình là một số hình ảnh khung cảnh ở quê nhà yên tĩnh ở nhà để gửi đến khán giả xem, và có gì bà con mình xem ủng hộ giúp cho Khánh luôn nha. Rồi Khánh cũng xin phép là chuyển cái máy quay ra đây. Rồi mời ông bà cô bác xem hình ảnh tiếp theo. Đây đây ông bà cô bác ơi, đó bông vạn thọ đây. Đợt này là ở nhà là mẹ đứa ba là trồng tới tới 2000 mấy 3000 cây được. Kỳ này là bán Tết năm nay là Khánh đi phòng đi nhà bán là mệt mỏi luôn. Đó ông bà cô bác thấy không? Thì mai thì chưa có tới thời điểm để xuất lá, vài bữa nữa là bắt đầu là xuất lá rồi. Đây, tí nó mới đá cho bành vô. Giờ bây giờ Khánh đi lên cái vườn rau trên nhà đây. Cái vườn rau này hổm thì Khánh cũng có thường nói đó. Cái vườn này là mốt là Khánh trở về đây cất nhà đó ông bà cô bác. Thì Khánh sẽ ở trên cái vườn trên này. Sao con, trời ơi, đất không vậy, bỏ ra đi con. Đi. Mẹ đứa ba đang mà tứ đồ trên đây, tứ rau trên đây ông bà cô bác. Khánh vừa đi á, đi nó máy nó có hơi rung. Thì ông bà cô bác xem có gì bỏ qua cho Khánh nha. Thôi con không được ấy nhà con. Đây tới cái vườn nhà thân yêu. Đây ông bà cô bác ơi. Đó. Lúc trước giờ Khánh cũng ghi hình đó. Trời ơi, mấy bé nhỏ nó đi lên tới chỗ này. Hẹ lúc này hơi xấu. Hẹ xấu ông bà cô bác ba kìa. Ba đang tưới. Đó ông bà cô bác xa xa đó ông bà cô bác thấy không? Xa xa dưới đằng kia là ba đang tưới. Tưới cái bèo ở dưới là ba chồng kỳ này, chuyến này là ba chồng bông vạn thọ là bút ở dưới đó luôn. Lúc trước là mình ba chồng trên đây nè. Đây giai đoạn trước là ba chồng ở đây nè bà cô bác đó, ba chồng ở đây nè. Rồi hồi Khánh đi xuống dưới đó thì ông Khánh cũng có chia sẻ đó, tương lai gần thôi, tương lai gần thì Khánh cũng về đây. Mấy cái vỏ ốc này mấy đứa đi đạp nên Khánh ấy rồi, tương lai gần thì Khánh cũng về đây cất nhà để ở trên đây á. Đi đàng hoàng con hả, con đi đi nè, con chào ông bà cô bác nè, con chào ông bà cô bác nè. Đi con. Thôi được rồi, để ba té. Bà nội đâu? Thôi để ba đi từ từ con đừng ấy. Bà nội bên đây để con dẫn đi. Ừ. Đây ba. Ừ. Bà nội ở đây nè. Bà nội đi. Chó sủa quá trời dân trời đất luôn bà cô bác. Đây ông bà cô bác thấy chuối nè. Chuối đây. Coi chừng té đó nha con. Đây mấy bơm. Mấy bơm nước ba đang thứ ra. Đây đây là cây xu đũa đây, có bông nè bà cô bác. Đây. Bông hoa người ta nói là bông xu đũa nè, này ở nhà hồi xưa là cũng nấu canh chua á, bông xu đũa rất là ngon luôn. Đây. Nè ở đây có ở nhà thì bây giờ ba mẹ cũng có trồng thuốc cú nè bà cô bác. Đó bà cô bác thấy thuốc cú bây giờ có bông quá trời luôn nè. Đó. Để mới kịp thời phục vụ cho bà con, chứ hổm đi mua là nhiều chỗ là họ bán thuốc cứu non không à, cũng tranh thủ. Tụi con ấy đừng ấy rơm ngứa đó nha, nghe không? Còn đây bông ngò gai nè bà cô bác, bông ngò gai đó, ba mẹ chồng chập mé đây, mẹ nhổ cỏ, mẹ đang nhổ cỏ đây. Tụi con đàng hoàng ngứa hay không?
Dạ, nãy giờ mà. Đây, mẹ đang nhổ cỏ đây, bà cô bác ơi. Tranh thủ coi như là rảnh lúc nào là làm lúc đó, làm liên tục không bà cô bác, chứ không có nghỉ ngơi gì hết. Không, bà cô bác thấy cái vườn rau không? Vườn rau bát ngát không? Đây là cải này, là cải bèo hay người là cải xà lách đó. Mấy đứa đi đồng hoàng con. Đi đồng hoàng nó sốc té bây giờ. À, đi mấy đứa nhỏ mà đi ra con, hay mấy đứa đi ra đằng đây, nhanh lên nhanh lên nhanh lên, đi vịn nhau để té đó, không vịn em để té kìa. Sâu, trời ơi sâu đau chân quá vậy, sâu không mang dép đau chân ơi. Đó, đi đàng hoàng chó sủa đó nha, tí dắt em tí đi lấy lông trong, tự nhiên đi qua đó làm chi vậy, té em á, coi chừng té em nha tí. Đó, tí giỏi không, tí cổng em kìa. Đó, lo cho em nói không, em đi đau chân á đó, thấy không, sâu cảm ơn anh hai rồi, bỏ em nhẹ nhàng xuống con, rồi sâu cảm ơn anh hai con. Ờ đúng rồi, phải vậy chứ, rồi chơi cà rốt đâu cổng em nổi đâu mà. Ờ em có dép rồi. Sao mà? Bà nội trồng cỏ nhiều quá con đi không có được. Chơi gì á? Bà nội trồng cỏ đâu? Đàng hoàng, tụi con đi đàng hoàng té đó con. Trồng rau cải. Bà nội trồng cỏ nhiều quá con đi không có được. Không có dọc con. Ốc. Ờ ốc. Đừng có đi con. Đi đó đạp cải ông bà nội đánh đòn á. Con có đạp cải đi. Ừ. Đằng đây là cũng sở thuốc cứu đây ông bà cô bác. Đó bà cô bác thấy không, nguyên cũng tranh thủ miếng đất nào là có trống, cái là ba mẹ chồng mà. Rồi có ngò rí nữa, nó hai cái dòng nè, ba dòng ngò rí. Còn bên kia là bông bằng thọ, đó cái bông bằng thọ là ba đang tưới á. Này ông bà cô bác. Đây cái này là bông bằng thọ đây. Còn cái lùm xanh xanh đó là thuốc cứu. Đi tụi con, đi tụi con không nhìn ngó nghênh ngó ngông chi phải không cho đi. Dạ, à, đi ngó nghênh ngó ngông không nhìn đường con, này, con này không bị té mà hai bị té luôn. Ừ thấy con ảo thật ghê, chơi hai té đó. Thôi tụi con đừng có chọi tùm lum, ông nội đang tưới tưới bông bằng thọ đó, mốt tết đi bán bông bằng thọ nha tí nha, năm nay là cho anh tí lớn rồi, tí đi bán phụ nha. Thôi đừng có chọi đất xuống á, bắt trước anh hai đó, anh hai làm cái e bắt trước rồi thấy không. Thôi con, ông nội dưới ông nội lụm lên nữa đó. Thôi tí. Bắt trước à. Bắt trước đó nha, xấu lắm á. Đó, bây giờ là mấy cái đám ruộng kế bên đó là người ta xạ lúa này, là vụ này vụ 2 rồi đó ông bà cô bác. Vụ này là chắc là qua Tết mới có. Ờ không có được chọi con. Thôi con, chút xíu đi về rửa chân rồi con đi tùm lum hết, sạc đất hết á. Dạ có nguyên dấu chân luôn. Ờ đi sạc đường hết con, sạc bờ hết. Nguyên dấu chân luôn. Đi đây. Đi đây cho chạy. Chạy. Dạ cho chị ba hả? Chị ba đi, chị ba té nữa nha chị ba. Chị ba. Ừ mấy tụi con đi á té đó. Giờ này 5 giờ rưỡi rồi đó ông bà cô bác. Buổi chiều ở quê nhà thấy ông bà cô bác thấy yên tĩnh không? Trẻ bèo này ở nhà xạ nè, xạ là dạng như là cũng xạ thưa thưa á. Đừng mốt có cái cây nó không được, cái cây cho nó bự chút xíu. Chứ mà xạ dày quá là nó mốt nó ra cây nó ốm. Đây bên đây là rau muống đây. Rau muống nè ông bà cô bác. Thấy đi về đi mẹ ăn uống mẹ ơi. Mẹ dỗ hết cái này tới chừng nào? Hả? Này là rau sam nè. Rau sam luôn mà các bác, rau sam này là rau này nấu canh rau ăn rất là ngon luôn á. Tụi con thưa ông bà nội đi đi về nè.
về ăn uống đi kìa, để tối rồi. Tụi con thưa ông bà nội đi, tụi con thưa ông bà nội đi về. Hả? Đi về nhà bà nội hả? Ừ thì về nhà bà nội đi, về chồng ăn đi để trễ rồi, tối rồi. Tối rồi nè. Về đi lát bà nội về sao? Rồi bà nội về luôn. Bà nội nhỏ hết này bà nội mới về đi. Hả? Bà nội về ăn uống luôn. Bà nội chưa ra. Ừ. Về nghỉ ăn uống luôn mẹ. Về đi bà nội, mẹ về. Về chút đợi nữa hả? Đợi gì cũng biết, do cho mấy đứa nhỏ ăn đi. Thì nhà đợi ăn chung luôn chứ bên chị ba cũng ấy mà. Về đi mấy đứa nhỏ ăn trước đi. Ừ. Đi đàng hoàng nha tụi con. Về cho nó ăn trước đi. Đi đàng hoàng. Đó, mà cô bác thấy ở dưới quê yên tĩnh. Nó không khí nó trong lành. Rồi đi từ từ thôi. Dạ. Sao mẹ? Ờ. Con về đi ấy ăn uống rồi. Ba còn qua đây tưới bên đây nữa mẹ. Ờ. Đó mà cô bác thấy đằng kia mấy cái gốc đó là xã đó, ở nhà là cũng trồng mấy bụi xả xung quanh mấy cái đường biên á, mấy cái đường giáp danh á cũng có trồng xả. Đi mẹ ơi. Thôi con về trước nha bạn. Về để cho mấy đứa nó ăn ấy. Đi. Về cho học hành nữa. Mai ấy hẹ nhiều không bạn? Hả? Mai ấy hẹ nhiều không? Ờ. Đây mà cô bác ơi, đây là mẹ cũng mới tưới ở đây xong nè. Đó bà cô bác thấy không? Ở đây cũng trồng thuốc cú luôn, thuốc cú thấy dâu không lũi. Đây mẹ có trồng mấy bụi dâu không lũi nè. Bây giờ coi như là hết cốc rồi. Thôi giờ Khánh đi về. Đi về bản để dọn ra chuẩn bị ăn uống rồi. Mẹ cũng đi về. Đây cây mận nè. Cây mận lúc nào cũng có trái hết mà nó bị sâu hết ông bà cô bác ơi. Sâu cũng rớt xuống nè. Không ăn được. Bị sâu hết rồi. Đi về mấy đứa ơi, coi chừng té nha. Về chuẩn bị ăn uống nè con. Bà nội về tới. Bà nội đi ông bà nội về á. Ông bà nội về mà chưa có gì ăn hết rồi. Ông bà nội đánh đòn á. Đây, anh gì anh cũng đi sưu tầm mấy cái cây nè. Ờ. Vô lấy dép mang vô con sau. Mang dép vô đàng hoàng con. Con đi con rửa chân mà con không mang dép vô giữa hè. Nhanh lên đi đi. Đi vô trọng lấy dép giữa chân. Đi xuống sau nhanh. Đừng có mở nữa. Hết nước rồi đó. Đóng lại đóng lại đóng lại. Rồi đi. Xuống lấy dép mang vô con. Đây mà cô bác ơi. Đây là cây ớt nè. Cây ớt à. Ở nhà cây gì cũng có trái hết á. Hả? Đó mà cô bác. Ừ. Mang dép vô nhà con. Đi xuống sau luôn đi. Đừng có rửa nước đó nữa con. Hết mưa rồi đó. Ừ. Đây mà cô bác ơi. Bây giờ ở nhà là dùng thịt luộc. Bánh tráng. Bữa nay coi như là được ăn bánh tráng cuốn rồi mà cô bác ơi. Lâu lâu một tuần được ăn bánh tráng cuốn một lần. Rồi bây giờ chuẩn bị là cả nhà cũng mời ông bà cô bác là dùng bánh tráng luôn nha. Bánh tráng cuốn thịt heo. Su ơi. Cười. Ừ, vậy mới ngoan chứ. Vậy mới làm ăn được chứ. Vui vẻ vậy mới làm ăn được chứ. Su ơi. Rồi ngước là cười. Su ơi. Cười. Su ơi. Cười. Vậy mới làm ăn được nha. Nha con. Ừ. Phải ngoan vậy mới làm ăn được nha.
Rồi con ngồi chơi nha. Đó, mấy chị đi anh hai đồ đi hết à, để con đây có mình nè à. Hả? Rồi để bác Tư kêu mấy anh chị về nha, về chơi đi con nha, chịu không? Dạ đi. Dạ. Dạ. Rồi giờ vợ Khánh là cũng đang dọn ra đây ông bà cô bác ơi. Rồi tí ra học nghe chưa, nghe không con? Học giỏi đi mốt bác Tư cho đi chơi nha, học giỏi đi mốt cho đi Đà Lạt chứ là không cho đi luôn á. Ủi á, đó cũng có mấy cái cuốn chai mà của một cái người cô ở trên Sài Gòn rồi đem xuống cho gia đình, và Khánh cũng đem về đây để dùng luôn nè ông bà cô bác. Rồi, mấy cái cuốn chai của cô gói nè, cô đem xuống. Rồi bà lão Phật gia về. Lão Phật gia cãi nhỏ xíu rồi mẹ nó bị ấy mẹ à. À. Rồi vô tắm rửa đi ăn mẹ ơi, rồi ngồi đàng hoàng đi con. Mở đèn ngoài đó lên đi Trang, mở đèn ngoài đó lên luôn, mở đèn ngoài đó lên cho sáng, bé em mai nó mới về. Không, cái này có một người cô mà sáng đi xuống lấy thuốc, hồi trưa lấy thuốc rồi còn làm ở nhà, làm chai rồi đem xuống luôn á. Rồi đòi ăn hả đòi ăn hả con? Ba về chưa mẹ? Mẹ tắm đi ăn uống luôn. Rồi chị Ba làm, mẹ chị Ba làm cái món gì kìa, chị Ba làm. Trời ơi, bên chị ba thấy còn hấp dẫn hơn bên đây nữa trời. Ôi ra sâu chưa tất thì có tôm đâu qua nghĩa. Cái ông bà cô bác chị Ba chỉ nãy chỉ âm thầm chỉ làm bệnh im làm mình tính ăn mình mà bị phát hiện nè. Đó tay heo đi tôm ở dưới đây là làm gỏi nữa à, này là chỉ làm gỏi đủ. Đây chị Ba chỉ làm gỏi đủ chứ không phải là ấy mà cô bác ơi. Gỏi đủ rồi có tôm thịt nữa. Trời ơi nhức nách luôn. Rồi tụi con nè, vô vị trí. Tụi con qua ngồi đi chơi đi em show kìa, nhanh lên. Đây nè ông bà cô bác. Chị Ba chị ấy gỏi nè, ấy pha nước mắm nè. Để đó con, bày đó nha. Đây chị Ba chị chuẩn bị cho bếp gỏi đây. Không, cái đó người cô bò bía chai cô đó ở nhà chai làm rồi đem xuống. Đây, bây giờ mà cô bác lại xem là chuẩn bị là chị Ba chỉ làm món gỏi hải sản, gỏi đu đủ hải sản, đặc biệt là có thêm tai heo nữa. Ủa giờ hai đứa nó đi chừng nào về chị? 6 giờ mấy về? À, sao mấy hả? Ủa bà nội có hành phi không? Có mà. Mẹ có hành phi mà. Tụi con ngồi chơi đi em, trong thời gian chờ đợi nha. Đồng ý không? Đồng ý. Rồi, có mình Cherry đồng chấp nhận lên tiếng rồi sao mấy đứa kia không biết trả lời hả ta? Dạ. Có đồng ý không? Đồng ý. Trời ơi, rồi, tí nó không có nghe hả? Dạ đồng ý. Ừ, phải trả lời hết chứ, đồng loạt lên. Nãy giờ bé Su chưa trả lời nha. Xỉn ngồi chơi lấy mấy cái nhỏ ra đừng có để cho em nha, lấy ra đừng có cho em Su cầm là đưa vô miệng đó, dẹp ra đi con, lấy ra đừng có đưa em Su, đừng có để em. Giờ đợi làm xong rồi tới ăn nữa lâu quá mà cô bác ơi, nãy giờ làm xong phải đợi nửa tiếng sau mới ăn được, cho gỏi nó thấm. Không, bây giờ chắc Khánh ngừng cái đoạn clip ở đây xong rồi chút xíu là mới ăn, và cô bác là phải đợi cái món mà bò hầm đá nữa. là Su rồi chơi kìa. Rồi thôi bây giờ chắc Khánh tạm ngưng cái phần video đây chút xíu, rồi khi nào mà mẹ đi ba xong rồi mới dùng luôn bà cô bác ơi. Rồi chút xíu thì Khánh cũng mời ông bà cô bác là dùng một buổi cơm thân mật buổi tối cùng gia đình luôn nha. Ở nhà thì cũng không có gì, chỉ cũng mấy cái món đó đi qua đi lại vậy thôi. Rồi chủ yếu là nhà mẹ lên luôn rồi. Mẹ có thắp nhang không hay là ăn luôn?
Dạ mẹ thắp nhang. Năm về hả? Mẹ thắp nhang xong là về đó 6 giờ mấy rồi. Rồi ông bà cô bác ơi.